Hello mọi người, hiện tại là gia đình mình đang ở núi Bà Đen. Thì bây giờ chuẩn bị mua vé để lên tham quan trên đỉnh. Thì vé ở đây là vé khứ hồi lên đỉnh là 250.000. Và vé khứ hồi để đi chùa Ba thì 250.000. Thì các bạn nên giữ vé này cho cái chỗ đường nha. Cầm cú cầu rồi kia là nó đẹp chết luôn. Làm qua nè. Mày biết mỗi lần lấy một cái. Dạ. Ôi, hồ nước dữ thiệt. Ngày tối ra cái dàn thì chắc cái dàn đèn á. Dàn đèn nó vúng mới lên á. Có dàn nước là bé khung đẹp lắm. Ừ. Ngày có chắc luôn, chút tối là lên chắc luôn. Có thác nước đẹp quá. Chút mà tối mới mở mới đẹp ha. Để chắc tối mở đẹp lắm. Wow. Đây đang xây dựng nữa. Viên không? Trời ơi, này xây dựng. Vậy là xe chạy
có đường sang đây luôn. Cáp này là lấy nguyên liệu từ dưới này chuyển đến đây. Vé cũ của mình á, đi xuống mới vào cáp treo. Đi đâu ở đây nè, ra cáp treo. Em xuống trước. Xuống trước rồi mới dắt nó theo, đừng có cho nó bước xuống trước. Bây giờ từ từ cứ chạy đó, từ từ nó xuống rồi đừng có nhảy gì ha. Từ từ thôi, không có gì hết. Giờ quay xuống xuống dưới chân luôn. Xuống dưới nhà ga xong rồi nó mới đi lên điện bà. Bây giờ bà con quay lại nhà ga, xuống dưới ga cáp treo rồi đi ngược lên chùa bà đốt nhang năm mới. Mày lên chung đi. Đúng thiệt. Chùa vô rồi tiếp tục lên chùa nha. Tiếp tục cuộc hành trình thứ hai lên chùa vắng hơn. Rồi,
chùa Hang, đó là chùa Hang, đây là đường bào bên đây. Rồi ta lên trước rồi, ta ngồi hết trơn rồi.